Xin chào các bạn, hôm nay mình làm clip để hỗ trợ cho một bạn học viên đã học Revit bên mình về một cái thắc mắc đó là ở trong Revit thì có thể vẽ được cái mảng tường như thế này không và cái kết quả của chúng ta thì chúng ta có thể làm được ở trong Revit nó như thế này nha và thao tác của nó thì cũng tương đối đơn giản và mình sẽ giới thiệu với các bạn ở trong cái clip này Trước khi bắt đầu vào trong cái clip thì mình cũng thông báo cho các bạn là cái lớp Revit 0324 mình đang đăng tuyển nữa thì khoảng 26 tháng 3 khoảng tuần 25 đến 26 tháng 3 chúng ta sẽ bắt đầu nha và các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể là đăng ký trực tiếp với mình để theo lớp và lớp học vào buổi tối thì trung bình hai buổi một tuần cho nên trong vòng cái khóa học khoảng 20 buổi thì chúng ta sẽ tốn khoảng là 10 tuần để theo đuổi khóa học nếu bạn nào mà không thu xếp được thời gian thì các bạn cũng có thể lựa chọn hai hình thức học khác ở bên mình đó là hình thức thứ nhất là chúng ta học qua hoàn toàn qua video và với hình thức học qua video này thì mình luôn luôn hỗ trợ support hỗ trợ các bạn trực tiếp thông qua zalo khi các bạn có thắc mắc phát sinh trong quá trình học một cái hình thức thứ hai nữa đó là chúng ta học kết hợp giữa video và các cái buổi học online tức là chúng ta sẽ kéo dài khoảng 6 tuần thì trong mỗi tuần mình sẽ giao các cái nội dung cho mọi người để mọi người nghiên cứu theo các cái bài học đã thu sẵn và à, trong tuần đó thì chúng ta sẽ có một buổi học trực tiếp với nhau để mình thứ nhất là giải đáp thắc mắc của bạn thứ hai là sửa bài tập cho các bạn và cái thứ ba là đúc kết những cái điểm mấu chốt nhất ở trong cái nội dung của tuần và mình giao tiếp tục và những cái nội dung tuần kế tiếp như vậy thì chúng ta chỉ à, rất là chủ động về thời gian nhưng cũng có thể là có thời gian để trao đổi trực tiếp với lại À, mình để à, có thể là à, tháo gỡ những cái vướng mắt nha thì à, tùy theo cái mức độ quỹ thời gian của bạn à, như thế nào à, thì các bạn có thể chọn những cái hình thức à, phù hợp với lại cái quỹ thời gian và quỹ công việc của mình. rồi đó là những cái mà mình à, muốn thông báo đến với các bạn nha và nếu như các bạn cảm thấy những cái nội dung mình chia sẻ ở đây nó à, bổ ích hữu ích cho công việc của bạn thì các bạn hãy subscribe kênh và like và share nội dung của kênh đến với lại các à, cộng đồng bạn bè đồng nghiệp của bạn. Bây giờ đi vào trong các cái nội dung chính ở trong cái video lần này. Thì để làm được cái mảng tường, những cái mảng tường mình nó có dạng cong như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ gọi là masking. Chúng ta sẽ dùng cái masking để chúng ta làm. Để làm được như thế thì đầu tiên mình cũng sẽ vẽ một cái tường bình thường thôi. Mình vẽ một cái tường bình thường như thế này và mình vẽ một đoạn ở đây, từ đây qua anh đây. Sau đó thì mọi người muốn làm một cái mảng tô trang trí, một cái mảng hoàn thiện trang trí dạng công như thế thì chúng ta sẽ vào trong masking and size và chúng ta sẽ chọn là show mask lên và chúng ta sẽ chọn in play mask để chúng ta vẽ, mình đặt tên cho nó mảng tường trang trí. Và chúng ta bấm ok. Sau khi vào mảng tường trang trí rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta dùng công cụ vẽ, chúng ta chúng ta để chúng ta có thể là tạo ra một cái mặt mask cho cái bản tường này thì để tạo được cái mặt mask này á đi về mặt nguyên tắc cơ bản thì mình sẽ dùng các profile để mình tạo thì ở đây mình sẽ tạo một cái ở trên cái mặt phẳng này thì mình sẽ tạo một cái profile nó dạng cong này nếu như các bạn muốn cái góc nào nó cong ra thì các bạn sẽ tạo profile là một cái đường ở đây và kết hợp với lại một cái profile chúng ta cong nhẹ ở ở chỗ này. Oh và hai cái này mình sẽ tạo thành một cái mảng cong cho cái tường trang trí này và mình sẽ tạo cái vẽ cái quên theo cái mảng này thì ở cái chỗ cái kỹ thuật này á, thì nó tương đối dễ dàng nhưng mà nó có cái lưu ý ở đây là cái đường ở thứ hai này cái đưa đây là đường một nhé và đây là đường hai thì cái đường hai này cái độ cong nó sẽ có một cái độ cong nhẹ ra như thế này chứ nó không chúng ta không không thể là làm cái đường thẳng được tại vì nếu như các bạn mà làm cái đường thẳng ở cái chỗ này á thì nó sẽ bị một cái là nếu chúng ta kết hợp một cái mát tạo bởi cái mát với cái đường này với đường thẳng khi chúng ta tạo tường theo cái mảng này thì cái góc này nó sẽ bị lỗi nó sẽ bị lỗi về độ dày tường cho nên là để khắc phục cái câu chuyện đó thì mình mới là nói với các bạn là từ đường số 2 này nó sẽ hơi cong nhẹ trên đầu một chút thì đó là cái, cái cách làm là cái nguyên tắc để chúng ta làm chúng ta nắm cái nguyên tắc đó thì chúng ta có thể là À, sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau nữa. Còn về cụ thể trong trường hợp này thì để vẽ đầu tiên chúng ta sẽ xét mặt phẳng làm việc và chúng ta xét vào mặt phẳng của cái cạnh bên này. À, sau khi xét vào đây rồi thì chúng ta sẽ vẽ một cái dùng công cụ vẽ line này. Chúng ta vẽ một đường à, ví dụ như đến đây, đến trung điểm của cái cạnh này nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là vẽ đường cong đi qua ba điểm. Đó cái đầu ví dụ các bạn muốn nó cong ra nhiều hay cong ra ít thì do các bạn điều chỉnh ở cái đầu này và chúng ta sẽ à, vẽ xác định cái bán kính của cái đường cong chúng ta sẽ có một cái đường ở đây à, tương tự như vậy chúng ta tiếp tục chúng ta xét cho cái mặt khoảng bên này ở bên này thì chúng ta sẽ vẽ à, chúng ta sẽ vẽ từ à, sau khi xét cái mặt khoảng làm việc là cái mặt bên kia xong rồi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nó vẽ tiếp một cái đoạn lên đây thì bây giờ cái đoạn này thì nó um, các bạn muốn nó cong từ đâu ra thì các bạn sẽ vẽ từ đó ra ví dụ như mình muốn chỉ còn một đoạn như này thôi tiếp tục mình lại dùng cái đường cong đi qua ba điểm và mình cho nó một cái cong nhẹ như này đó rồi ở sau khi mà mình làm được cái này rồi thì chúng ta sẽ chọn hai cái đường này và chúng ta sẽ bấm vào cái nút là gray form rồi thì chúng ta sẽ có rất là nhanh chúng ta có được một cái mặt mask như thế này thì ở cái chỗ này á nếu như mà các bạn làm việc nhiều với lại cái mát rồi thì thường chúng ta làm một phát là được được luôn như thế này nhưng mà những bạn mà làm mới làm cái làm quen với cái mát ở trong Revit thì đôi khi nó sẽ báo một cái lỗi là không thể tạo được mặt mát vì like e2 short tức là một cái đoạn nào đó nó quá ngắn nó quá ngắn so với lại mong muốn thì lúc bây giờ các bạn chỉ cần là bấm cancel và các bạn lại xóa đi cái đường thường thì lỗi nó xuất hiện ở cái đường mà có đoạn ngắn như này chúng ta bấm cancel và chúng ta sẽ vẽ lại cái đường này một lần nữa cho cái đoạn này cái đoạn này nó hơi dài tương đối một tí nha còn nếu như các bạn muốn cái này nó áp vào nó áp vào nhiều hơn thì chúng ta có thể có thể control z chỗ này lại à, ví dụ như đây cái đoạn này chúng ta có thể vẽ lại nếu như chúng ta cảm thấy hở ra nhiều này chúng ta không muốn thì chúng ta cũng có thể vẽ lại à, đây chúng ta sẽ cho một cái nó hở ra ít thôi à, như này rồi và chúng ta lại chọn tiếp hai cái đường này và chúng ta create form ha đấy thì sau khi mọi người create form rồi nếu như bên này vẫn được thì chúng ta bấm finish nhá finish mask và nó hiện ra một bảng thông báo là cái mask này chúng ta tạo ra thì chỉ để dùng để tạo mặt thôi chứ không có chức năng về tính khối tích rồi này kia thì tất nhiên là nó có một mặt thôi thì đây là cái bảng nó thông báo như thế chứ không phải là cái bạn lỗi gì mọi người cứ yên tâm là tắt cái này đi sau khi làm xong cái câu chuyện này rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái công cụ tường chúng ta sẽ chọn cái tường và chúng ta sẽ tạo ra một cái loại tường nó chỉ có một lớp thôi ví dụ như lớp này nó sẽ bao gồm là lớp tô 50 mình khai báo một lớp tô 50 và cho cái vật liệu nó như bình thường và mình sẽ dùng cái cái công cụ là pick face để mình có thể là à, mình vẽ cái tường này thông qua cái mặt mask và đối với lại cái mặt big face như thế này á, thì mình sẽ bấm vào đây mình sẽ bấm vào đây hoặc và, và sau bấm vào đây nữa thì cái chỗ khi mà chúng ta biết phay thì chúng ta cũng xem thử là cái co phay chúng ta canh theo cái mặt ngoài hay mặt trong của cái lớp lõi tường nhé ví dụ ở đây mình canh theo mặt uh, co phay exterior thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ đi ra ngoài này thì nó là vừa ý mình rồi còn nếu như mọi người để interior mà nó lật vào trong thì mọi người đảo lại thôi nói chung là chúng ta đảo qua đảo lại giữa hai chỗ này anh uh, ta biết hai mặt này đây rồi thì chúng ta sẽ có rất là nhanh chúng ta có ngay một cái mảng tường như này, cái phần đường ở cái phía giữa này á thì chúng ta sẽ không thể xử lý bằng cách là chúng ta dùng uh, cái lệnh soi uh, ở trong cái công cụ soi của trong Revit được, uh, tại vì hai cái mặt này ở, ở ngay giữa khớp nối này thì thực ra hai cái mặt phẳng này nó không có khớp với nhau, nó không có dính nhau hoàn toàn trăm 100%, nên các bạn nếu dùng choi như này và chúng ta bấm lại uh, thì uh, đây đó nó sẽ báo một cái là không không thể không thể soi được với nhau, tại vì uh, thực ra chỗ này nó có một cái khe hở nhất định nên chúng ta sẽ không có chọn uh, soi ở đây nhé. mình sẽ dùng trong modify nó có một cái công cụ để ẩn nét đi nó gọi là line work để các bạn có thể chỉnh nét cục bộ và đây thì trong line work này mình sẽ chọn là invisible line và cuối cùng là mình kích vào đây mình kích vào đây đó thì sẽ ẩn cái nét này đi, kích vào đây nữa, kích vào đây nữa thì cái nét này cũng sẽ ẩn đi, đồng thời qua mặt bên này cũng kích vào đây và kích vào đây một cái nữa thì mình cũng đã ẩn được cái nét ở đây đi đó. thì đây là cái kết quả mà sau khi mà chúng ta có thể là à, sau khi chúng ta tạo ra được cái mạng tường công như này và cái độ công của nó như thế nào điểm công của nó ra sao thì do cái quá trình của bạn dựng cái mask để quyết định nha đó là cái toàn bộ những cái kỹ thuật mình trao đổi ở trong cái clip lần này à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip lần sau à, nếu như các bạn cảm thấy nội dung chia sẻ đây à, có ích để giải đáp được các cái thắc mắc của các bạn thì các bạn hãy share và hãy comment tương tác đối với các nội dung mình chia sẻ đồng thời subscribe kênh và chia sẻ kênh của mình đối với lại cộng đồng bạn bè đồng nghiệp nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.